Sáng ngày 25 tháng 3, Huyện ủy Định Hóa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy lần thứ 54 để xem xét cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Trong quý 1 năm 2024, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, khẩn trương, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị của địa phương ngay từ những ngày đầu của năm và đạt được những kết quả tích cực như hoàn thiện hồ sơ và được tỉnh công nhận đủ điều kiện công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, gieo cấy vụ xuân 4.000 ha bằng 100% kế hoạch, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 83 tỷ đồng bằng 23,10% kế hoạch năm. Song song với đó, huyện tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là giải phóng mặt bằng dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chợ Chu, ngã ba Trung Sơn, các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, nội chính, xây dựng đảng tiếp tục được quan tâm. Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy cũng tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2024, triển khai nhiệm vụ trong quý 2 năm 2024, tờ trình về chương trình xây dựng nông thôn mới, tờ trình về thành lập trường phổ thông liên cấp trên địa bàn huyện, chương trình kế hoạch công tác giảm nghèo, v.v. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đề nghị tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Định Hóa tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của quý 2 và các tháng trong năm 2024. Trong đó, tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu công tác năm, quan tâm kết nạp đảng viên mới, tăng cường công tác kiểm tra đảng, cần xử lý ngay khi phát hiện có dấu hiệu biểu hiện vi phạm, thanh tra kiểm tra các dự án công trình do cấp xã làm chủ đầu tư, chú trọng nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng, chuẩn bị tốt các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, quan tâm chỉ đạo tổ chức tốt đại hội mặt trận tổ quốc cấp cơ sở, tiến tới đại hội cấp huyện. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lực, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy đề nghị các ban xây dựng Đảng huyện ủy, văn phòng huyện ủy, các cơ quan tham mưu và Ủy ban dân huyện tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2. Cần tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, phụ trách huyện để hoàn thiện báo cáo theo quy định.